Ưu điểm của em á là sống có tình, sống phải biết ơn, sống là phải có mục đích. Ngoài ra đôi khi nóng tính. Không thích bạn trai nóng tính quá. Bạn còn làm gì nữa không? Dạ vâng, em còn kỳ game ạ. Em chơi game đến nỗi mà bây giờ em làm ban quản trị của cái web game. Trời ơi, trời ơi. Cảm giác thấy thương cho hai người sao đó. Thực sự họ là của nhau đó, nhưng một người cũng chưa mạnh mẽ quá, còn người kia cũng hơi lo, bởi vì mình tìm một người chủ động nhưng mà người này cũng chưa chủ động lắm. Thôi thì cái nhân duyên nó như vậy. Ông mai bà mối cho chúng tôi cũng rất là buồn, nhưng mà các tụi Nguyễn Linh đều rất là trân trọng sự quyết định của tất cả những người tham gia chương trình, bởi vì họ quyết định cho hạnh phúc của mình. Đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hạ Màng. Mời bạn trai. Mời bạn gái. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình nha. Chào vâng, em xin chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và bạn nữ bên kia bức màn, và chào toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường cao ngày hôm nay. Em xin tự giới thiệu, em tên là Tâm, năm nay 26 tuổi, hiện tại đang sống và làm việc tại quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Làm nghề gì? Dạ vâng, em hiện tại là nhân viên kinh doanh cho một công ty cơ điện. Ngoài ra em có một tiệm internet tại nhà. Cái gì tại nhà? Internet. À, tiệm internet tại nhà. Rồi, mời bạn gái. Em tên là Lê Trần Phi Phụng, em năm nay em 25 tuổi. Em làm là nhân viên quản lý đơn hàng. Nhưng mà mới đầu thì em làm bên nhân viên quản lý đơn hàng thôi. Sau đó là cái chị giám đốc, chị thấy em giỏi vi tính quá, cái chị nói là thôi em làm luôn thiết kế đi. Nhưng bây giờ em là sẽ làm thiết kế cái mặt hàng kệ tủ mà lắp ghép, kim luôn là quản lý đơn hàng. Quê em ở đâu? Dạ em ở Đồng Nai chị. Đồng Nai, hiện nay mình đang làm việc ở đâu? Dạ hiện nay em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, ok. Tiệm net của bạn thì bạn quản lý luôn à? Dạ vâng ạ. Ngoài tiệm net là chơi game, là tất cả cái máy móc là sửa chữa là em đều làm được hết. Làm được hết luôn? Dạ vâng ạ. Bạn có chơi game được không? Dạ có ạ. Hồi đó chơi giỏi không? Dạ giỏi, dạ giỏi. Có là game thủ không? Có. Trời ơi, dữ bạn ha. Ở bên kia còn có chơi game không? Bạn ơi, bạn có chơi game không bạn ơi? Có. Bên này giỏi vi tính mà, thế nào em ngồi trên máy là có chơi à? Em chơi game cũng phải 8 năm rồi, chơi đến nỗi mà bây giờ em làm ban quản trị của cái web game. Trời ơi, trời. Bây giờ là hiện giờ là cũng còn đang chơi hả? Dạ đúng rồi. Rồi ngoài cái địa vụ chơi game ra là điểm mạnh điểm yếu của mình còn cái gì nữa không? Em thì rất là giỏi vi tính, từ vi tính văn phòng đến có thể là em có thể là cắt ghép âm thanh, video. Rồi em có thể làm sub, ví dụ phụ đề một số phim hay cái gì đó thì em vẫn có thể làm sub được. Hoặc là karaoke gì đó thì em cũng có thể làm cho nó chạy chữ như vậy được. Cái đó thì chủ yếu là em tự học, kiểu như là em thích thì em học thôi. Bạn gái hơi giỏi á, còn bạn trai trong tiền mét ra, ngoài cái chuyện thu tiền mét ra rồi sửa chữa máy, rồi bạn còn làm gì nữa không? Dạ vâng, em còn kỳ game ạ. Hả? Kỳ game. Kỳ game là sao? Dạ vâng, để cho nó máy nó chạy không anh. Rồi còn tiệm net còn có mua bán gì không? Dạ mua bán thì đa số là bán nước ngọt với mì gói. Ai bán? Dạ em bán. Nước ngọt bạn khui thì dễ rồi, mì gói nấu ai nấu? Em nấu. Giỏi quá ha, vừa kinh doanh vừa bán luôn mà. Kiếm thêm nữa. Thôi mình nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm đi bạn. Dạ vâng, ưu điểm của em là sống có tình, sống phải biết ơn, sống là phải có mục đích. Và nói về tính cách của em là em vui vẻ, hòa đồng, đặc biệt em rất là uy tín với người khác. Ừ. Nói về nhược điểm thì em hay lười. Ngoài ra đôi khi có một lúc nào có nóng tính. Anh nghĩ không lười đâu, nếu mà người đi nấu mì tôm mà bán luôn là không lười đâu. Thôi bây giờ hai game thủ mình giao lưu với nhau đi. Chắc là có mấy bạn có nhiều điểm chung để nói chuyện với nhau lắm. Mình tự tìm hiểu nhau đi hai bạn. Hỏi đi, em nhược điểm cái điểm. Em gái, chủ động đi em. Ưu điểm em là gì em ơi? Em có ưu điểm hả? Là rất là hòa đồng, vui vẻ. Nói cũng hơi nhiều một chút, nhưng mà đôi khi nói nhiều, nói nhanh quá thì thành nói dại. Nhược điểm của em là rất là buồn đường. Thí dụ một con đường, lúc đi nó khác, về nó khác, lúc sáng nó khác mà lúc tối cũng khác nữa. Không sao em ơi, có anh rồi, anh chỉ đường cho em. Với lại em thức hơi khuya, tại vì em cũng chơi game nhiều. Vậy em cảm nhận về anh bên này như thế nào? Cảm nhận của em như thế nào bên này? Rất là vui vẻ, hòa đồng. Anh cũng lanh lợi lắm á. Dạ. Bây giờ thôi mình trao đổi chút xíu về chuyện tình yêu đi. Bạn gái bên kia, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Coi như là hai đi. Tại vì có một mối tình là quen nhau chắc được mấy ngày. Thôi bỏ qua đó. Mấy ngày hả? Còn yêu đầu thì em quen hồi năm nhất đại học. Thì quen nhau được 6 tháng thì thấy không được nữa thì chia tay thôi. Nói chung là cũng chưa có cái gì sâu đậm ha. Chưa có gì sâu đậm lắm. Bạn trai. Dạ vâng, em trải qua hai mối tình. Cứ một mối tình là khoảng hơn năm. Do chia tay là không hợp về tính cách. Dạ. Mối tình thứ hai mấy năm? Mối tình có một năm anh. Cũng một năm luôn? Dạ vâng ạ. Cũng không hợp về tính cách. Trời ơi, sao cái nào cũng không hợp tính cách vậy? Tính cách của em sao mà không hợp hoài vậy? Dạ.
Tại vì ngày nói về lúc đấy là quen khoảng 18 tới 20, còn mình còn tuổi trẻ, mình còn nông một, với lại mình quen cũng nhỏ hơn nữa. Chắc em lo chơi game không chị? Thì... Dạ đúng rồi chị ơi. Lo chơi game. Thấy chưa, biết ngay mà. Dạ. Còn ham chơi không? Dạ hết rồi. Hết rồi ha. Dạ. Rồi coi như tình trường là hai người cũng chưa có nhiều kinh nghiệm gì hết. Bây giờ mình muốn tìm một người bạn trai mình trong tương lai, mình là tìm để mình tiến tới hôn nhân là người như thế nào? Em thì rất là dễ tính, em cũng không có cái một cái hình mẫu lý tưởng cụ thể nào hết. Nói chung là chỉ cần chín chắn một chút xíu, đừng có nhoi quá, thì tính em nó cũng hơi nhoi. Đừng có gia trưởng. Được rồi. Vậy thôi đó hả? Dạ. Đơn giản vậy. Dạ. Có cái gì em không thích ở người bạn trai không? Em hả? Không thích bạn trai nóng tính quá. Với lại đừng hút thuốc. Thí dụ lâu lâu tụ tập bạn bè nhậu nhẹt thì ok, không sao hết. Em ơi, em cảm thấy em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm cái yêu cầu của bạn gái? Dạ vâng, em đáp ứng khoảng 99% vậy. 99% vậy. Ghê vậy. Tự tin ha. Tự tin vậy. Còn em, yêu cầu em thế nào? Em thì muốn bạn nữ là thứ nhất là phải biết nấu ăn, thứ hai là phải cao trên 1m55. Còn về cái ngoại hình á, là em muốn cái khuôn mặt và có cái nụ cười tươi. Hoặc là nếu mà ngoài ra nó có thêm những cái điểm như là lúc đồng tiền hay là tăng kển giống chị Cát Tường thì được rồi. Chị đâu có tăng kển. Không, nhưng mà chị có lún gì ơi. Có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Dạ vâng, nếu mà em không thích người nói nhiều. Em nói nhiều lắm, nói nhiều lắm. Mà bớt là được không em ơi? Dạ được. Vậy em thấy em hợp với anh nhiêu phần trăm? Khoảng 90%. Trời ơi, sao hai người đương số cao dữ vậy? Em hình dung bạn trai bên này là như thế nào? Nãy giờ trong đầu óc em nghe nói chuyện, em tưởng tượng nghe giọng nói, em hình dung ảnh như thế nào? Có vẻ hơi nhỏ con một chút. Hơi nhỏ lắm. Anh này có chút xíu à. Rồi, sao nữa? Cũng hơi trẻ. Nói chung là khuôn mặt ý là trẻ hơn tuổi à. Em nghĩ là vậy. Mặt trẻ hơn tuổi hơn. Em nghĩ vậy. Này chắc già hơn tuổi quá. Thôi chờ chứ chút xíu em gặp em sẽ biết liền. Vậy thôi phải không? Không nhỏ con ha. Chào chị. Hả? Nhỏ con quá ha. Bao lâu thì mình tiến tới hôn nhân được? Nếu mà nhanh thì khoảng 1 năm, chậm thì khoảng 2 năm. Tại vì em muốn cho cái sự nghiệp nó ổn định á. Bây giờ chưa ổn nữa hả? Thấy giờ ổn rồi mà. Em muốn ổn hơn nữa. Ổn hơn nữa. Tiệm nét đó là em thuê hay là của em? Là của em anh. Nhà của em luôn. Nhà của em luôn. Ồ, giữ hả? Nhà ở với ai? Ở riêng hết rồi ạ. Ở riêng hết. Dạ vâng. Nhà ở mình. Dạ vâng. Nhưng mà trong khuôn đất là ở chung với ba mẹ, anh chị em. Một mảnh đất là chia bốn. Dạ vâng. Sổ riêng hay sổ chung? Sổ chung. Chừng nào tách sổ? Chắc hơi khó. Giờ khai thật đi, mình còn cái điểm xấu nào nãy giờ mình chưa nói không? Chắc hết rồi chị ơi. Chỗ lười là nhiều đó. Lười. Lười hả? Dạ, hay ngủ nướng đó. Sáng lâu mấy giờ tiệm net mới mở cửa? Dạ, 6:30. 6:30 mà ngủ nướng gì? Không, em mở rồi xong anh đi ngủ tiếp ạ. Người ta vô ta chơi rồi ta ai tính tiền, ai bán mì? Thuê người coi. À, có thuê người coi nữa hả? Dạ, vâng ạ. Nhưng mà nói thiệt, bây giờ tương lai mình có định phát triển thêm cái gì để ổn định cái kinh tế của mình? Mục tiêu của em là năm sau em sẽ phát triển thêm một tiệm nữa. Cũng vẫn là trên cái con đường game đó. Dạ, mình vâng ạ. Mở rộng ra thêm thôi. Dạ, đúng vâng. Không? Rồi, như vậy cũng hay. Được. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh ha. Đúng rồi. Rồi chúc bạn sẽ thành công, rồi vài năm nữa là thêm vài cái tiệm nữa. Dạ vâng. Nãy giờ chị khai thác thì là cũng giúp em đó để em nhận xét ha. Em đừng nghe em coi đàn gái sao nha. Ồ, chào em gái game thủ ha. Quá dữ luôn. Nãy giờ anh nghe em nói là em là người phụ nữ hiện đại rất là thông minh á. Em có tính hay ghen không? Dạ không ạ. Không ghen. Dạ. Nếu phải về làm dâu tiệm nét thì em thấy làm sao? Không thành vấn đề. Không thành vấn đề luôn. Em nghĩ khoảng, nếu anh này đồng ý thì khoảng bao lâu mình đám cưới? Em nghĩ là chắc cũng khoảng 2 năm. Tại vì em cũng là muốn về độc lập kinh tế. Thì em không muốn phụ thuộc về chồng nhiều. Em có thích sự lãng mạn không? À, có ạ. Có, được rồi. Cặp này là thấy xứng đôi. Em gái bên kia rất là dễ thương đấy. Hôm nay mình đi với ai không em? Dạ, em đi với mẹ, dì, với bạn. À, có mẹ có dì nữa hả? Dạ, chào cô. Đây là mẹ, đây là mẹ, còn đây là dì. Phụng ơi, theo dì thế thì cậu này rất là, nói chung là từ cái tính cách và những nói gì dì thấy giống ý con. Chơi game rồi ngủ nướng rồi nằm biết gì thấy cũng giống đó. Cho nên là dì mong con cũng cứ hẹn hò đi ha. Còn về riêng cậu á thì dì mong là Phụng nó có một cái rất là người lạ, đụng vô thì Phụng không thích. Nhà mà em Út mà đụng vô nó cũng la nữa đó. Không, nhiều khi em Út đụng vô la chứ trai đụng không có la vậy. Cũng nghĩ là vậy. Báo trước bấm nút là phải nắm tay, phải ôm hôn nhau đó. Hai người nhà của em trai đâu? Dạ vâng, em đi với Trường Phong và những người bạn ạ. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn Phụng. Nãy giờ thì thấy hai bạn trao đổi là mình thấy hai bạn rất là hợp rồi.
Thì hai bạn về đi là có kế hoạch sẵn đó, là mỗi một người một cái tiệm nét. Rồi mình cứ vậy mà mình đấu game với nhau là mình thấy rất là ok. Và hy vọng là hai bạn cứ cho nhau cơ hội rồi nghiêm túc mà tìm hiểu nhé. Thôi cảm ơn các bạn. Mình kéo màn lên đi. Em sẽ chủ động nha. Dạ. Nào. Bây giờ em qua em nắm thử luôn đi. Chào em. Chào anh. Hai gương mặt này giống nhau ghê nha. Giống như là có số phu thê vậy đó. Anh quên rồi. Anh món quà đặt vào. Nhìn thẳng vào mắt nhau nói chuyện nha. Em thấy anh sao? Không nhỏ như tưởng tượng. Em thích, thích ăn vặt không? Có, em ăn vặt rất là nhiều. Em bình thường là em ngủ bất chấp mà ăn cũng bất chấp luôn. Dạ, vậy là chùm của anh đó, anh là chuyên gia ăn vặt từ Sài Gòn về dưới Biên Hòa, Bình Dương. Anh đều biết tất cả quán. Nhìn tướng anh là biết rồi, đâu cần giới thiệu. Em sẽ thiết kế buổi hẹn hò đầu tiên thế nào em trai? Thì nếu mà cơ hội gần nhất á thì mình có thể hẹn nhau vào cuối tuần. Mình có hai cái xem phim á, mình đi xem phim. Không bỏ cái gì thôi. Trời ơi, mình tổ chức đi. Tổ chức cái gì đặc biệt ấn tượng một chút lãng đi. Lãng mạn mà cô ấy rất thích lãng mạn đó. Nếu mà em muốn lãng mạn thì chắc phải đi xa ngoài thành phố, hoặc là biển. Hoặc là lên xa tí nữa là lên Đà Lạt. Đi bằng gì? Xe máy. Rồi làm cổ ngồi đằng sau rồi đụng nhau cổ nổi da gà rồi sao? Mặc áo dày dày chút là được. Yeah. Rồi, suy nghĩ thật kỹ. Mỗi người nói một câu gì đó thật trong lòng mình đang nghĩ gì. Một câu tỏ tình, một câu bày tỏ cảm xúc để chúng ta quyết định có hẹn hò với nhau hay không. Mời bạn trai. Anh thấy là mình tới đây là cũng là một cái duyên rồi. Hãy nên trao nhau một cơ hội để mình có thể tìm hiểu nhau. Có thể mình tiến xa hơn nữa. Có thể về chung một nhà. Gật gật, cứ chờ, sau 3 tiếng đếm sẽ biết kết quả. Rồi, nãy giờ mình nói chuyện chơi vui nha. Bây giờ là kết quả. Chúng ta hãy nhắm mắt lại, chiêm nghiệm những gì đã trôi qua nãy giờ, xem đối phương có phải là một nửa mảnh ghép của cuộc đời mình hay không. Suy nghĩ cho kỹ. Cảm giác là tim mình rung động thì bấm nút, không rung động thì không bấm. 1 2 3 Hết thời gian. Rất nhanh. Chúc mừng. Rất là quyết liệt. Em trai bên đây rất là quyết liệt. Nắm tay nhau đi hai bạn. Bây giờ thì không còn ngại ngùng gì nữa. Con xin gì các bác? Cho con không được hung em một cái. Bắt đầu thủ tục. Ổn mà đúng không em? Dạ, ổn. Ổn không? Ổn. Rất là dễ thương, một cặp đôi mà chúng tôi hy vọng rằng là sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi đây. Ê, hey, vé xem phim giống nãy bạn nói đây. Hệ thống cùng rạp Cinebox 212 đi sẵn đang chờ đón các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây là món quà dành cho hai bạn. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho tất cả các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Thôi, mong hai bạn đưa bạn gái đi đi bạn. Đi xem phim nha. Sớm báo tin vui cho chúng tôi nha. Nếu mà da trắng nữa thì tốt. Tại em đen quá. Vậy được không? Cỡ vậy là được không? Dạ. Vậy là đen hay trắng? Vậy là đen. Đen hay trắng không? Đen. Vậy mới trắng đó. Nó không dám nói. Vậy mới trắng đó cưng. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Nguyễn Linh, chào quý vị khán giả cùng với người bạn tham gia chương trình. Em tên là Lê Thị Thu Phương, năm nay em 23 tuổi, hiện tại em đang là giáo viên mầm non của một trường mầm non tư thục ở quận Tân Bình. Em sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Tây Nguyên Lâm Đồng. À, Tây Nguyên Lâm Đồng. Rồi, cô gái dễ thương. Mời bạn trai giới thiệu. Dạ, em chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Em tên là Nam, em 24 tuổi, quê ở Bình Phước. Hiện tại em đang sống ở Thủ Đức, làm việc tại Biên Hòa. Em làm gì em? Dạ em làm kỹ sư hóa bên dịch vụ khách hàng công ty Sơn. Em ở đâu thành phố Hồ Chí Minh? Dạ em ở quận Tân Bình thôi chị. À quận Tân Bình. Dạ. Qua Thủ Đức cũng gần. Mình giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ điểm mạnh của em là vui vẻ, hòa đồng, thích sưu tầm những cái món ăn mới để nấu cho những người mà mình thương yêu. Khuyết điểm của em cái thứ nhất là nóng tính. Cái thứ hai là em không biết đi xe máy. Hả? Không biết chạy xe máy. Rồi hiện giờ đi làm thì sao? Dạ em buộc phải thuê phòng gần ở trường. Đi bộ? Dạ. Rất là gần, em thuê phòng rất là gần.
Cũng lạ ha, trời hai mấy tuổi mà mới đi xe máy. Dạ, em cũng không có biết sao em ngồi lên chiếc xe máy là em rất là run, mà em cũng đi mấy lần rồi mà đợt vừa rồi nè. Tháng 6 á, đáng lẽ là em cũng tham gia chương trình sớm, nhưng mà tại vì em cũng bị tai nạn xe nên em không có tham gia được, nên em rất là sợ. Yên tâm, có bạn trai bên đây sẽ về tập cho em. Ngồi sau người ta đưa đón vẫn được đúng không? Dạ. Rồi, mời bạn trai giới thiệu ưu điểm, khuyết điểm của mình. Dạ, ưu điểm của em là hòa đồng, dễ tính, đi xe máy tốt. Và em có một số tài lẻ tẻ. À, tài lẻ tẻ. Dạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là hiền lành, tốt bụng. Ủa sao cho là cái đó là khuyết điểm? Dạ, tại vì nhiều khi mình hiền lành, tốt bụng quá, mình ai nhờ gì mình cũng làm, nó phiền phức cho mình. Sốc ha. Nhưng mà bạn nói bạn có nhiều tài lẻ là tài gì, ví dụ? Em thì hay hát hò, có thể chơi đàn guitar được, có thể nhảy được, nhảy sơ sơ. Nhảy gì em? Nhảy Michael á chị. Hả? Cái này được à? Cô làm thử coi. Để làm thử coi cái không khí nào. Cho tôi qua tôi coi với, rồi có gì tôi về tôi tân lên giùm cho. Làm luôn. 24 tuổi hả? Dạ. Trẻ mà đẹp trai dễ thương mà. Rồi làm đi, làm đi. Nào. Ấm nhạc. Đó. Anh rung quá. Trải qua mấy mối tình rồi? Nếu mà chính thức thì chắc là không có. Nhưng mà trong bóng tối thì nhiều lắm. Trong bóng tối là sao? Trong bóng tối là sao? Tức là tình đơn phương ấy vậy. Em trong bóng tối. Dạ. Bây giờ muốn ra sáng không? Dạ muốn. Muốn tìm người bạn gái như thế nào? Về ngoại hình. Em thích mấy bạn mà có mắt đẹp, mắt to. Nghe giọng nói nhẹ nhàng vậy. Vậy thôi. Nếu mà da trắng nữa thì tốt. Tại em đen quá. Vậy được không? Cỡ vậy là được không? Dạ. Vậy là đen hay trắng? Vậy là... Đen. Đen hay trắng không? Đen. Vậy mới trắng đó. Nó không dám nói. Vậy mới trắng đó cưng. Tính cách thì em thích người biết cư xử, biết tôn trọng mọi người. Nếu mà được thì nào tiến tới hôn nhân? Được á hả chị? Nếu mà... Cũng tùy bên bạn gái thôi, nhưng mà cũng phải có thời gian để ổn định. Ông nói chuyện không có dứt khoát gì, rụt rè, chán quá. Nhờ anh Quyền Linh hỗ trợ một chút đi. Thì vậy tao mới chưa tìm được người yêu. Rồi để giờ nghe bạn gái nè, lắng nghe giọng bạn gái nha. Rồi cảm nhận coi giọng bạn gái như thế nào nha em. Mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thưa chị, em từng trải qua 2 mối tình rồi chị. 2 mối tình? Dạ. Tại sao mình chia tay, quen được bao lâu? Dạ mối tình thứ nhất thì thời sinh viên, còn mối tình thứ hai thì em quen cũng được mấy tháng. Chia tay là tại vì bạn trai đó trong lúc quen em thì cũng có nhiều sự lựa chọn khác và đặt em lên bằng cân so sánh, nên em không muốn nên em dừng lại. Cũng mấy tháng cũng không có vừa gọi gì tình yêu đâu, đó chỉ mới tìm hiểu thôi. Bạn gái muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ tiên về tính cách thì em muốn người bạn trai đó là biết cách đối nhân xử thế, điềm đạm và tâm lý và không hút thuốc. Ồ, có hút thuốc không em? Dạ không chị. Không sao nhẹ quá. Mạnh mẽ lên đó, thấy chưa? Bạn gái thắc mắc sao nhẹ vậy kìa. Dạ không chị ơi. Tại vì em thấp rồi nên em mong muốn có một người bạn là cao 1m7 trở lên, cho cái cảm giác giống như là an toàn hả chị? Chà, chắc không tới quá, bớt bớt xíu đi em. Đúng rồi rồi. Bớt xíu đi. Bên kia được nhiêu? 65 không? Hơn. 65 thôi. Em thấy ổn rồi đó. 65 được rồi. Còn bây giờ những cái tiêu chí mà nó đưa ra em thấy mình hợp khoảng bao nhiêu? Nếu mà cho mang giày độn thì được 100%. Coi như là khoảng 68 vậy đó ha. 67-68 vậy đúng không em? Dạ. Dạ em chào anh. Anh bên đây dễ thương. Dạ. Thiếu tự tin thôi chứ cái gì cũng làm được hết trơn. Dạ. Anh thấy cũng hợp lý đấy. Em có yêu cầu gì bạn nam không? Nếu bây giờ lấy nhau về có yêu cầu gì không? Biết quan tâm chia sẻ, với lại là trung thủy, biết cách đối xử giữa hai bên gia đình nội ngoại. Anh thấy hai bạn là hơi hợp lý rồi đấy. Hôm nay em có đi với ai không? Đi với người thân không? Dạ có, chị họ của em là chị Hiền. Rồi, đâu mà chị Hiền ạ? Em chào Quỳnh Linh, em chào chị Cát Tường. Em là chị họ của bé Phương. Em có nghe bạn Nam nói là chạy xe an toàn, thì cái đó em yên tâm tại vì bé Phương không biết lái xe, nên là một lần đi đâu thì có người chở, chạy xe an toàn là yên tâm giao với Phương rồi. Rồi, vậy cảm ơn em. Bạn Nam, đi với ai? Mình đi với ai? Dạ, em đi với lại bạn em ạ. Đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường cùng toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay Bạn Muốn Hẹn Hò. Bạn Nam thì rất là hòa đồng, tốt bụng, hay giúp đỡ người khác. Trong công việc á, thì rất là nghiêm túc. Còn bạn nữ thì
em thấy cũng dễ thương, hòa đồng với tính. Dạ em cảm ơn. Phù hợp với tiêu chí của bạn Năm. Phù hợp với tiêu chí. À, nãy giờ thôi, kéo màn lên ha, còn tài lẻ gì mình thể hiện luôn nha Nam. Kéo màn lên, tự tin lên nha Nam. Cố lên. Cố lên. Có bó hoa tặng. Dạ, em cảm ơn. Hiện tại em đang ở đâu? Dạ, em ở quận Tân Bình thưa anh. Ví dụ như có đám cưới thật á thì chắc là phải ở nhà trọ vài năm, em có chịu không? Dạ, cái đó không có vấn đề gì hết anh. Nói chung là... nói sao ta? Khi mà ở bên này nghe anh giới thiệu anh có nhiều tài lẻ là em cũng đã có một thiện cảm rồi. Nãy giờ anh cũng làm nhiều trò rồi đó, làm trò nhiều rồi đó. Dạ. Thì giờ em có trò gì em làm cho anh coi. Em có trò gì em làm cho anh coi đi em. Dạ, tới chương trình hôm nay em tặng tất cả mọi người bài hát Chuyện Đóa Hồng. Sáng sớm em hái hoa hồng ban cho bao người qua. Anh đang từ xa bước đến ghé qua ngang hàng em. Ngắm mãi những đóa hoa hồng, ánh mắt như trầm ngâm. Anh mua hoa xinh tươi nói thay cho bao lời yêu. Cứ thế đã rất lâu rồi mà sao anh không ngỏ lời. Em yêu thương anh lâu, cứ sao anh luôn lặng thinh. Hai người nói tính hẹn hò như thế nào đi? Bàn kế hoạch đi các bạn. Nếu mà hẹn hò với nhau á, dạ, thì em thích đi những chỗ nào? Em cũng muốn đi coi phim, đi uống cà phê, trà sữa, rồi họp mặt bạn bè, hoặc là đi phượt. Sở thích của em là đi phượt. Không biết chạy xe mà đi phượt. Em ngồi đằng sau á anh. Anh cũng thích đi du lịch bằng xe máy. Dạ. Anh đã đi nhiều nơi chưa anh? Đi nhiều nơi rồi, em cũng, dạ, cũng có một vài nơi ở ngoài Bắc, Nam Trung thì cũng có hết rồi. Dạ. Thôi bây giờ là mạnh mẽ lên nè, giờ mình nói cảm xúc của mình từ nãy giờ nè, nhìn đối phương mình cảm nhận như thế nào. Bạn trai, em nói cho nó dứt khoát mạnh mẽ lên coi, tình cảm chút xíu coi, tỏ tình cho nó hấp dẫn chút coi. Hôm trước em bị tông xe đúng không? Dạ, em bị tai nạn, tông xe. Mà em bị tai nạn rồi mà nói chung là anh vẫn không có ghi hình với một bạn nữ khác á. Thì nó không còn là duyên số nữa mà nó là... Ý bạn trai như thế này, hình như hôm trước á, cái duyên là đúng là hôm trước em bị tai nạn đó, yeah, là chương trình đã bỏ qua để tìm một cái đối tượng khác bởi vì không biết chừng nào em sẽ trở lại, yeah, nhưng mà chương trình vẫn chờ, vẫn tìm, và cuối cùng em vẫn là người ở chỗ đó, yeah, tức là cái duyên là nằm đó đúng không em? Dạ, cảm ơn anh. Cho nên là nói chung là quyền quyết định là em, anh không quyết định gì hết. Ý bạn trai nó là bạn đồng ý rồi đó đúng không? Anh nói vậy nó quạch tẹt quá. Nếu mà em muốn thì anh sẽ làm tài xế cho em từ bây giờ cho tới lúc nào em chán thì thôi. Còn em muốn nói gì không? Cũng rất là khó khăn mà em nghĩ là gian nan luôn á. Em mới tham dự được chương trình ngày hôm nay và em gặp anh em nghĩ cũng là một cái duyên. Nếu như mà sau khi cả anh và em cùng bấm nút bước ra khỏi chương trình này và chuyện tình cảm của mình tiến triển tốt á, thì có thể là anh vụng về nhiều thứ và em có thể là che lấp cái khuyết điểm được đó của anh. Nếu như mà có quen nhau á thì trong cái nhiệm kỳ của em á thì nhiệm kỳ mấy năm? Nhiệm kỳ sao? Nói chung là khi nào em chán thì thôi. Còn anh sẽ không có ngoại tình từ kể cả từ trong tư tưởng đó. Em yêu cô gái ấy trong mấy nhiệm kỳ? Có phiếu bảo hành không? Mười ngàn năm anh. 10.000 năm. Trời ơi anh chàng thiết. Cô ấy nói rất là hay đấy. Dễ ha. Thương. Nào, đặt tay vào nút bấm đi em trai. Và chở nhau suốt cả nhiệm kỳ nha. Dễ nhiệm kỳ ha. Ấy là 10.000 năm nha. Trời ơi, yêu em thì nào mà em chở em nào, em chán thì thôi, phải chở em đến suốt đời. 1 2 3 Hết thời gian.
Ồ. Tại sao? Tại sao? Nắm tay nhau đi cái đã nè. Thật sự là anh muốn thoát tim luôn đấy. Tại sao em bấm chậm vậy? Em cho chị biết coi em còn chần chừ điều gì. Tại em run quá. Nghe mấy đồng nghiệp nói gì kìa. Hôn cái đi kìa. Gì mới nghe hôn mặt mà tới mẹ tới mét vậy. Con chứ đâu phải hôn. Không phải hôn vậy. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp 212 Lý Chiến Thắng Cinebox. Các bạn sẽ có khoảng không gian lãng mạn hơn, có thời gian tìm hiểu kỹ hơn ha. Dạ. Thấy bạn gái thông minh lắm đấy. Cố lên, tự tin lên nha em. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng, được áp dụng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, nắm chặt tay bạn gái nào. Có quà cũng phải nhớ nắm tay bạn gái nha. Nắm rồi. Đi cho hết nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ 10.000 năm. Rồi, xin mời hai bạn. Mình chân thành quá cũng không tốt nữa. Em hay đập đồ mà đập một kim canh cái nào mình rẻ rẻ tiền. Bán kính đập đồ mà mình có suy nghĩ lựa chọn. Anh ném cái gì vào xuống đất chắc em sợ. Như vậy là một cặp đôi nữa đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Các bạn ấy cũng còn trẻ, chặng đường tìm hiểu nhau cũng còn dài và hy vọng là các bạn ấy cũng sẽ sớm báo tin vui cho chúng tôi. Và bây giờ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay, xin mời Hạ Màn. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Rồi, mời em ngồi. Rồi, bây giờ mình giới thiệu về bản thân nha. Ưu tiên bạn nữ đi, mời em giới thiệu trước. Dạ, em chào chị Cát Tường, chào anh Huyền Linh, chào quý vị khán giả và chào cái anh ngồi bên kia rèm. Em tên là Lê Thị Thúy Hằng. Em là giáo viên tiểu học trường tiểu học An Bình ở Dĩ An, Bình Dương. Quê em ở Bình Dương luôn. Em 27 tuổi ạ. Một cô giáo rất là duyên dáng, rất là dễ thương. Mời bạn trai giới thiệu. Chào anh Huyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả trong trường quay. Em tên là Quốc Sự, 36 tuổi. Hiện là giáo viên trung học thông ở Bến Tre. Dạy về môn gì? Em dạy thể dục. Em một người dạy ở Bến Tre, một người dạy ở Bình Dương. Chà, hai thầy cô này hẹn hò nhau cũng căng rồi nha. Thì mình chuyển địa chỉ về bất cứ chỗ nào đó. Có thể về Bình Dương dạy cũng được, hay chuyển về Bến Tre dạy cũng được, tùy theo hai người thôi. Rồi, thôi mời cô giáo giới thiệu một xíu điểm mạnh và điểm yếu của mình trước đi nha. Rồi cái chuyện ở đâu hẹn hò như thế nào mình bàn sau. Chắc em nói điểm yếu trước đi. Thì tính em nhát lắm. Hôm nay em ngồi đây là em thấy là em can đảm lắm rồi đó. Hay mít ướt lắm, hỏi chuyện gì cũng khóc được hết á. Một khuyết điểm như là hay quên. Chẳng hạn như là hôm bữa em cầm chiếc chìa khóa, xong rồi em đi tìm cái điện thoại khắp nơi em chẳng thấy đâu. Xong để chiếc chìa khóa trên bàn em đi tìm cái điện thoại. Khi mà tìm thấy cái điện thoại rồi á thì lại tìm chìa khóa. Về ưu điểm thì nhiệt tình trong công việc á, sống tình cảm, đối với ai thì em cũng chân thành cả. Mình chân thành quá cũng không tốt nữa. Tại vì có những người á, mình chân thành vậy mà người ta không có đáp lại á, cho nên lý do tới giờ cũng ế. Rồi, mời bạn trai. Bản thân thì điểm mạnh thì bạn bè nó hay nhận xét cái gì cũng biết mà đi vào chi tiết thì chả biết cái gì. Rồi thật ra thì bên các môn thể thao thì em đều chơi được tất cả các môn thể thao. Điểm mạnh của em là bên cờ vua, chơi được bóng đá. Có điểm yếu nào? Em nấu ăn dở. Bạn bè tới nhà em chỉ có được tự đến rồi tự nấu rồi xong rồi ăn xong rồi về để em dọn dẹp thì được. Thật xấu nữa là em hay nóng tính. Em hay đập đồ mà đập một kim canh cái nào mình rẻ rẻ tiền hoặc là đập cho anh đựng bể. Nóng tính đập đồ mà mình có suy nghĩ lựa chọn. Tính anh nóng tính vậy nhưng mà em nhát lắm. Ai mà nói chuyện to tiếng hoặc là lớn tiếng là em sợ lắm. Tại sau này lỡ anh hét vào mặt em hoặc là ném cái gì vào xuống đất chắc em sợ lắm. Không, anh tính anh không tính nhưng mà không bao giờ anh ném hoặc là anh đánh người phụ nữ nào em ơi. Đây đâu cần đánh em. Phụ nữ như là một bông hoa, mình yêu là để mình nâng niu chứ không phải để mình đánh. Thầy bên đây nhìn rất là hiền em ơi. Tình trường của thầy sao rồi thầy? Nghe thầy chơi thể thao dữ lắm, chắc tướng tá thầy phong độ ngon lành lắm, chắc nhiều cô đeo đuổi lắm à. Dạ, em cảm ơn Việt Tường khen. Đúng vậy chị.
Em thì có vợ và hai con, hiện đã ly dị nay cũng gần 4 năm. Cho em xin qua thông qua chương trình em truyền một thông điệp tới tất cả các bạn, và đặc biệt là các bạn trẻ. Khi mà mình yêu nhau, tiến tới với nhau thì hãy xác định kỹ tình yêu đó đích thực, rồi hãy đến với nhau. Khi đến với nhau mà có con rồi thì có những cái mâu thuẫn hoặc là những cái xích mích, nên hãy nghĩ về con mình nhiều hơn. Bởi vì khi mà đổ vỡ ra như vậy thì cái sự thiệt thòi nhiều nhất là ở con. Bản thân đây cũng ngồi coi cha từ nhỏ nên rất hiểu được cái tâm trạng là cái người mồ côi đến như thế nào. Nhưng mà gia đình anh có lý do gì mà đến mức mâu thuẫn mà không giải quyết được? Cái mâu thuẫn là cũng xuất phát từ trong cái công tác của em, vừa giảng dạy vừa công tác đoàn, thì nói chung là đi nó cũng bất cập. Thậm chí là có lúc là đi cái là một tuần lễ, ví dụ như trong cái dịp hè đi dẫn đội hình Niềm Tin Xanh, ví dụ thắp nến tri ân ở nghĩa trang liệt sĩ là phải đi ban đêm. Thì lúc đó thời điểm hiện tại đó thì vợ không có đồng ý là đi nhiều hoặc là ban đêm như vậy, cứ mong muốn là dạy hết 5 giờ thì phải về, nên hai vợ chồng có những cái xích mích gây gỗ, rồi sau đó những bất hòa nó càng càng lớn hơn, dẫn đến người lớn khó hàn gắn. Hiện tại hai đứa nhỏ đang ở với ai anh? Bạn? Dạ, hai đứa nhỏ đang ở với mẹ chị. Đó là hoàn cảnh của anh bên đây. Thôi còn bạn gái, cái con đường tình của bạn như thế nào, bạn có thể chia sẻ cho bên đây được hiểu không? Thời sinh viên thì em cũng có quen một mối tình sinh viên, sau đó chuyển sang thích bạn thân của em. Hai đứa thích nhau đó, quen luôn. Trải qua 5 năm chuẩn bị đám cưới thì có những cái chuyện nó không như ý muốn á, cho nên đám cưới nó không diễn ra. Thì sau cái mối tình đó thì cũng 2 năm rưỡi rồi, cái mọi người cũng động viên là nên cho mình một cơ hội mới. À, vậy là coi như chính thức là mình chỉ có một cái mối tình 5 năm đó thôi. Dạ. Cái bạn không có ngại gì về vấn đề là bên kia đã đổ vỡ hết đúng không? Anh có thể dứt khoát được với quá khứ á, thì không sao. Tại vì ai cũng có quá khứ hết á. Quá khứ của em cũng khó quên lắm, nhưng mà em sẽ không để nó ảnh hưởng tới hiện tại như bây giờ. Không, đương nhiên nó khi đã chấm dứt rồi thì phải dứt khoát thôi. Nhưng mà ảnh thì anh vẫn còn có hai đứa con, cho nên con thì cùng mình vẫn phải qua lại để mình chăm sóc con mà. Tại vì con là con chung. Cái việc đó thì em cũng chấp nhận được. Tại vì một người sống có tình cảm, có trách nhiệm thì sẽ như vậy. Đúng rồi. Nhưng mà giờ anh không có đi nữa em. Anh cũng hết tuổi đoàn rồi. Em 36 cũng hết tuổi đoàn. Giờ hết tuổi đoàn rồi, đâu có đi như hồi xưa nữa đâu sợ. Nhưng mà em còn đi nhiều lắm. Ủa em đi đâu? Tại vì em cũng làm bên công tác đoàn á. Ủa vậy hả? Xong rồi em đi suốt à, thứ bảy chủ nhật em cũng hay đi lắm. Như vậy thì anh sẽ hiểu anh nhiều, bởi vì anh đã từng trải qua cái tuổi đó rồi. Rồi. Hả? Thế bây giờ anh muốn tìm một mẫu người bạn gái, một người vợ tương lai mình như thế nào? Ngoại hình dễ nhìn, là có nghề nghiệp ổn định là được rồi. Nhưng cuộc đời em nhìn nó cũng tan nát hết rồi, giờ này cũng không có gì đâu, tan nát giờ, đâu đến mức mà bi quan thế. Ha? 36 tuổi cũng không phải là tuổi giàu lắm đâu mà tan nát cuộc đời. À, bạn gái em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Thì mỗi người lý tưởng là công việc ổn định là được, cao khoảng 1m65 trở lên, trắng đen cũng được nữa, đừng trắng có hói. Chứ không trắng nổi rồi hả? Em cũng dễ lắm, nhưng mà đừng có hói kìa, đừng có hói chứ, đừng có bụng bự, với lại đừng có hút thuốc. Đừng hói, đừng bụng bự, đừng hút thuốc. Thầy thể dục làm gì có chuyện bụng bự. Nhưng mà có hói không? Chút kiểm tra chứ tôi cũng không biết hói sao. Qua coi. Ủa thầy có hút thuốc không thầy? Dạ có chị. Hút nhiều không? Dạ em ít lắm. Nhưng bây giờ cái khoảng cách địa lý là hơi xa, một người Bến Tre, một người Bình Dương, thì anh nghĩ như thế nào trong cái việc hẹn hò với nhau làm sao? Nửa tháng hoặc một tháng thì em lên trực tiếp một lần. Còn cái công nghệ thông tin thì giờ nó cũng phát triển rồi, Facebook, Zalo, Tango, Viber này kia vân vân, thì mình có thể là nói chuyện thấy mặt nhau luôn. Có điểm gì anh không thích ở người bạn gái không? Cằn nhằn, có khách này kia hoặc đang ngồi với nhóm bạn này kia, về nhà thì nói như thế nào cũng được, nhưng mà cái trước mặt đám đông mà, rồi có những thái độ mà nó hơi quá lố thì ở trước đám đông. Một cô giáo mà rất là điềm đạm, rất biết cách cư xử ha. Hy vọng một lát hai người trò chuyện với nhau thì sẽ có nhiều điểm tương đồng hơn ha. Thôi không có bụng bự, không có đầu hói, đừng lo nha. Xin chào em, dễ thương. Ta nói xa mà cách lòng, em có sợ điều đó không? Em cũng sợ. Thật sự chương trình cũng không muốn cho các bạn quen xa, làm mai mối xa đâu. Nhưng bởi vì cái sở thích, những cái điều các bạn thích đó, rất hợp với nhau. Hai người hợp nhau lắm nên chúng tôi cho gặp nhau. Cái đó là một cái duyên mà có thể khó có ai có được lắm. Xa nhưng mà nó hiểu nhau mà hợp với nhau thì anh nghĩ rằng nó cũng rất là gần. Với lại em nghĩ là nếu như mà mình thật sự cần nhau thì cái thời gian mình sẽ có để dành cho nhau. Đúng. Còn rồi. Nếu như mà đã không cần thì sẽ chắc chắn sẽ không có thời gian. Anh nghĩ rằng anh bên đây rất là chân tình, rất là thật. Anh mới nói tất cả những điều đó ra. Tùy hai người thôi nha. Anh về thăm lần luôn anh luôn lên, em có cái này tặng anh. Không, cái này tặng chị Cát Tường trước. Này em làm đó hả?
Cảm ơn em. Khéo tay quá ha. Rồi, khéo tay quá. Cảm ơn em nhiều nha. Rồi, hôm nay mình có đi với người thân không em? Em có đi với em gái với lại chị đồng nghiệp đó. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Theo như em thấy thì anh này cũng nhìn cũng được, cũng thật thà. Em muốn hỏi anh là tính chị em rất là hay dễ khóc, cho nên là em không biết là có luôn dỗ dành và an ủi chị em hay không ạ? Anh rất là nâng niu và chiều chuộng phụ nữ. Em hy vọng là anh sẽ luôn làm cho chị em cười và hạnh phúc. Trời ơi, em gái nhỏ mà nói chuyện dễ thương dễ sợ. Rồi thầy giáo đi với ai? Dạ đi với hai em họ, có học trò, hai bạn học đại học chung ngày xưa. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào cô giáo ạ, và chào tất cả các khán giả trong trường quay. Thì em là cựu học sinh của thầy Sự ạ. Cô rất là dịu dàng, nhẹ nhàng. Không biết là cô ngâm thơ có hay không, nhưng mà đối với cái giọng này thì khi mà đọc thơ thì chắc là hay lắm á. Em thấy thì tính cách với lại là những cái sở thích của hai người thì là khá là tương đồng với nhau. Ngại một cái là khoảng cách về địa lý thôi. Quá trình hai người hẹn hò thì có thể dùng Sài Gòn làm nhịp cầu nối. Đến thì cứ gọi em ra, em sẽ làm nhịp cầu nối đối với thầy quá. Và cô. Hay quá, dạ. Học trò hay quá. Dễ thương quá. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là hai bạn nha. Kéo màn lên. Rồi, mời thầy giáo. Anh chào anh. Anh có mang tí hoa thơm trái ngọt của Bến Tre đến gửi tặng em. Em cảm ơn anh. Đặc sản Bến Tre. Rồi, cảm ơn em nhiều. Em tặng anh. Rồi, anh cảm ơn em. Dạ, cảm ơn anh. Rồi. Rồi, bây giờ không gian, thời gian là của các bạn. Thì anh như nãy giờ tâm sự thì em cũng biết rồi, cuộc đời anh nó cũng mấy nhẹ vậy trời. Anh chỉ còn hai bàn tay trắng và con tim. Nếu em tin vào con tim của anh thì hai bàn tay anh sẽ làm nên được tất cả. Ở đây thì anh hy vọng hai bàn tay anh sẽ lật sang trang này, gọi là trang giấy mới. Ở đây anh có cái hộp quẹt, anh nhờ em bật cái hộp quẹt lên giùm anh. Đốt thiệt luôn hả? Em cứ đốt đi. Thầy nhiều tài quá. Thầy còn gì tài nhau nữa không thầy? Muốn em gì? Có thể đá bóng được, em không sử dụng chân, em sử dụng đầu được không ạ? Được. Hay quá. Thế anh thấy em sao? Em rất là đẹp và dịu dàng. Trong công việc thì như lúc nãy em chia sẻ thì anh cũng rất là an tâm, nó phù hợp với anh. Bởi vì anh cũng từng làm công tác đoàn, mười mấy năm công tác đoàn thì anh cũng thông cảm và chia sẻ cho em được nếu em còn làm công tác đoàn. Dạ. Anh thấy em có hiền không? Cái này thì anh chưa biết, em mới tiếp xúc. Bữa em đi coi bói, không cái anh coi bói bảo là cái cô này nhìn vậy chứ không có hiền đâu, chưa có chạm tới cái dây dữ thôi. Em cũng có lúc nóng giận á, nhưng mà khi mà em nóng giận vậy á thì em cần phải nói nhiều lắm. Thế anh có kiên nhẫn để nghe không? Anh rất kiên nhẫn, nhưng mà mình nói với cái thái độ mình là gọi là chia sẻ để rút kinh nghiệm, chứ đừng có nói với cái thái độ gọi là có gì đó nó không được, nói chung là chối tai á. Không, em cũng biết mà, mình nói để cho người ta hiểu mình á, chứ không phải là cãi nhau chứ chế lên. Nói chung mức lương anh thì cũng ổn định, đủ lo để cho bản thân anh và cho hai con. Ngoài ra thì anh cũng có cái nghề tay trái, gọi là cái du lịch chở khách đi câu. Chở khách là đi ghe ha, chèo ghe. Dạ. Tức là cũng có đi câu cá. Em cũng thích đi câu cá. Ở miền Tây vui lắm em ơi. Anh mời em một cái dịp gần nhất về đi câu với anh. Quê mẹ em ở Tiền Giang á, cho nên em cũng thích về miền Tây lắm. Tiền Giang là ở đâu em? Ở Cây Lậy á. Cây Lậy. Nếu mà sau này mình quen nhau lâu rồi đó, anh có dẫn em đi qua thăm con anh không? Cái điều này là phải do bản thân em, là em có thông cảm ở nơi anh, thấu hiểu ở cái tình cảm của anh thì anh sẵn sàng. Câu cuối là hay nhất. Rồi. Bây giờ chúng ta cũng đã nói chuyện với nhau rồi, một bên là cô, một bên là thầy. Vấn đề hai trái tim cùng chung nhịp đập hay không? Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian.
Tuyệt vời. Nào, Thành lấy quà của mình đi. Tại sao thầy giáo lại để tay vào tim? Dạ con tim em đã ấm trở lại ạ. Đã ấm trở lại. Dạ. Đừng, bây giờ nó hết bấy nhầy rồi đúng không? Nói sao bị bi quan quá, lạc quan lên chứ gì đâu mà tan nát bấy nhầy. Không, cái từ đó miền Tây hay dùng thôi. Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và đây, quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất là hạnh phúc khi mà hai cặp đôi đồng ý hẹn hò với nhau. Cầu chúc những điều tốt đẹp, những điều hạnh phúc nhất sẽ đến sớm với họ.